Né bao nhiêu lâu rồi thì cũng làm sao thoát được đúng không các bạn? Mình đã chính thức bước vào con đường chơi phím cơ rồi. Nghiện thiệt công nhận, càng tìm hiểu thì càng thấy khoái và mình chọn Keychron K8 Pro làm cái con bàn phím cơ đầu tiên mà mình bỏ tiền ra để bước vào cái con đường nghiện ngập này. Tại vì thứ nhất là giá nó không quá mắc, thứ hai á, là nó có rất là nhiều những tính năng mà mình nghĩ là phù hợp với mình và thứ ba là khả năng customize rất là cao. Cụ thể hơn á, thì mình chia sẻ với các bạn trong cái video này. Rồi bây giờ vô luôn ha. Trước đây mình đã từng xài qua một số con Keychron rồi Ví dụ như là K1, nè K2, K3 Nhưng mà mình cảm thấy là cái cảm giác gõ của Keychron lúc đó nó không có ngon Ngoài ra cái thiết kế của nó cũng hơi cứng Mặc dù nó cũng theo kiểu minimalism đúng không Rồi cũng đơn giản, cũng phù hợp với mát này nọ nhưng mà mình vẫn chưa ưng lắm cho nên là mình vẫn chưa quyết định mua và lúc mà mình gõ thì mình cũng không cảm thấy phê để mà mình có thể chuyển được từ cái bàn phím cao su sang nhưng mà bây giờ với cái con Keychron K8 Pro này thì các bạn thấy là Keychron họ đã thay đổi rất nhiều Thứ nhất là về cái Keycap các bạn thấy là họ in những cái ký tự theo cái phong cách mới Cái thiết kế này nó làm mình cảm thấy là nó hiện đại hơn, nó quen thuộc hơn, nó gần gũi hơn và cái thiết kế này trước đây mình đã từng thấy ở trên Cái dòng quy của họ rồi Ngoài ra thì cái cách mà họ đổi từ cái màu cam nhìn hơi quê lúc trước á, sang cái màu cam pha hồng này á, nó tạo một cái điểm nhấn hiện đại hơn rất nhiều cho toàn bộ cái bàn phím tổng thể á, thì chỉ riêng cái keycap thôi nha đã khiến cho cái bàn phím này trở thành một cái thứ rất là nổi bật rất là đẹp nhưng mà cũng đồng thời là nó không quá màu mè để đặt trên cái bàn làm việc của mình và thứ hai á, là con bàn phím này có bluetooth khi mà mình bắt đầu chơi phím cơ thì mình có hỏi mấy anh em trong team mình trong team mình đa số đều xài phím cơ hết thì có rất nhiều mẫu thậm chí mắc hơn cả con này nhưng mà không có kết nối bluetooth tại vì xài dây thì đương nhiên độ trễ nó thấp hơn đúng không nhưng riêng bản thân mình thì mình vẫn thích xài bluetooth mình xài bluetooth mấy năm nay mình không cảm thấy vấn đề gì hết mình không cảm thấy trễ mình không cảm thấy khó chịu với nó ngoài ra thì nó cũng giúp cho các bạn làm việc của mình nó sạch sẽ hơn mình hạn chế nhiều dây nhất có thể kể cả những cái con mà mắc hơn tầm ba bốn triệu nha có những con cũng không có dây đâu các bạn và mình có thể xài nó với lại cả win và Mac cái việc chuyển đổi giữa hai máy nếu như mà các bạn đang dùng với nhiều thiết bị cũng siêu dễ luôn nó có cái cần gạt ở bên đây nè ngoài ra thì các bạn có thể pe với lại ba máy khác nhau cũng có tính năng chuyển giữa ba máy mà không phải pe lại từ đầu giống với lại con Logitech MX Key mà mình đang xài ở cách đây ít hôm á các bạn thấy là mình có post một cái video mà mình nói về con Logitech MX Mechanical đúng không là một trong những cái bàn phím cơ đầu tiên của Logitech á tuy nhiên á mình không chọn Low Profile để mà mình bắt đầu chơi bởi vì thứ nhất là Low Profile nó sẽ kén khả năng custom hơn thứ hai là lúc mà mình gõ thử con Keychron K8 Pro này thì mình cảm thấy không có gì khó chịu và mình vẫn cảm thấy rất là quen thuộc cho nên là ok chơi chứ trước đây lúc mà mình gõ mình không nhớ là con K1 hay K2 gì á thì mình cảm giác là mình đang phải với tay cao quá và mình phải dùng quá nhiều lực cho nên là lúc đó mình không có nhiều thiện cảm với lại phím cơ là như vậy rồi một lý do nữa để mình mua con Keychron K8 Pro này á để mình bắt đầu chơi đó là nó có khả năng customize rất là mạnh mẽ bạn có thể customize từ keycap là chuyện đương nhiên rồi ha ngoài ra thì bạn còn có thể hot swap thay đổi cái switch bên trong. Cái bản mà mình đang dùng ở đây á, là dùng switch Gateron G Pro là phiên bản brown. À, hiện tại thì mình đang mua một mớ những cái switch Cherry Red về để mình thay vào để coi cái cảm giác gõ như thế nào và liệu mình có thích hơn hay không. À, ngoài ra thì các bạn còn có thể lựa chọn cái phiên bản khác à, cũng là cái switch của Gateron G Pro này luôn là blue nè, brown nè hoặc là Redwood thì cái đó tùy sở thích của các bạn ha mình chọn Brown cho nó cân bằng và nó không tốn quá nhiều thời gian cũng như là không tốn quá nhiều lực để mình có được một cái trải nghiệm gõ nó phải quen thuộc trước so với là những gì mà mình có trước đây cái đã chứ ví dụ bây giờ mà mình chơi blue liền mình chơi mà click key liền một cái là thôi mình dội liền lúc đó tự nhiên nó lại hết hứng thì nó uổng đi ở trên con Keychron K8 Pro này cũng có đi kèm theo cái sợi dây USB Nếu như mà các bạn muốn xài thì vẫn được ha Và cái sợi dây đó nó được thiết kế theo đầu hình chữ L Cho nên nó có thể giấu dây rất là dễ nếu như mà các bạn xài thêm với lại những cái tấm lót lớn lớn một chút Để trên cái mặt bàn của bạn là ổn ngay Rồi bây giờ mình nói tới phần quan trọng nhất nè là cảm giác gõ cái bàn phím này ra sao Khi mà mình gõ trên cái bàn phím này thì mình cảm thấy rất là ổn Đây là một cái trải nghiệm vừa mới lạ nhưng mà vẫn có một chút quen thuộc ở trong đó À, đối với mình á, mình xài á, là mình sẽ bật cái chân nhỏ lên để nó dựng được 6 độ ha. Ngoài ra thì còn có thể dựng được 9 độ nữa là một cái kiểu thiết kế công thái học mà rất nhiều bàn phím cơ bây giờ có rồi. Và khi mà mình thử gõ trên cái bàn phím này thì mình không phải với tay lên quá nhiều, đó là một điểm cộng. Nó không có làm cho mình mỏi. Thứ hai á là mình cũng không có phải xài thêm cái miếng lót tay tại nhìn bàn làm việc của mình lúc đó nó sẽ rườm rà hơn. Và lúc mà mình gõ những cái phím này, mình có thể gõ nhanh, độ chính xác cũng rất là cao Và mình rất thích cái âm thanh của những cái phím ký tự này phát ra Nghe nó êm, nghe nó mềm hơn Và nghe nó không có quá ồ ào như là những cái bàn phím cao su trước đây mà mình thường xài Thậm chí nếu như mà mình so với lại con Logitech MX Mechanical á, mà mình test trước đây mấy hôm á Thì cái tiếng này nó cũng creamy hơn Mình thấy người ta xài chữ creamy nhưng mà mình không chắc là cái mô tả đó có đúng hay không Tức là nghe nó mượt hơn, nghe nó êm ái hơn và đương nhiên là nó cũng nhỏ hơn so với lại cái con bàn phím kia nữa. hiện nay thì những cái phím dài ở trên cái bàn phím này mình gõ mình vẫn thấy ok nhưng mà riêng đối với lại cái phím backspace thì mình nghe nó chưa được phê lắm mình nghĩ là chắc là phải làm cái gì đó với lại cái phím backspace này để mà mình có thể nghe được cái âm thanh nó xịn hơn còn hiện tại thì phím enter hay là phím shift và phím space thì mình thấy khá là ổn và đặc biệt là phím space so với lại những cái con keyboard trước đây mà mình từng trải nghiệm thì cái bàn phím này nó có một số điểm khác biệt thứ nhất là nó lót form sẵn thứ hai là nó có thêm một cái đệm silicon ở bên dưới nữa và thứ ba là cái keycap này cũng được làm mới luôn. Cái keycap này là keycap in PBT double shot và mình khá là thích cái keycap này từ cái cách mà họ làm thiết kế cho đến những cái ký tự nằm bên trên hay là cái độ dày và cái cách mà nó tạo nên cái âm thanh khi mà kết hợp chung với lại toàn bộ cái bàn phím. À, mình cũng có mua một cái bộ keycap uh, đây các bạn. Mới vừa mua cái bộ keycap màu matcha này mua hết uh, 350 hay 400 gì ở trên Shopee nhưng mà nhìn ngoài đời nó không được đẹp như là ở trên uh, hình trên Shopee cho nên đang hơi thất vọng chút xíu nè. Đó, chưa chưa gì là thấy tốn tiền rồi thấy không. Ngoài ra cái keycap này nó dùng một cái profile mới mà Keychron họ gọi là profile OSA. Đây là cái giải pháp mà họ like giữa profile OEM là một cái profile mà các bạn có thể kiếm được trên rất nhiều bàn phím cơ hiện nay nó đem lại cho các bạn một sự quen thuộc. Nhưng mà nó đồng thời là có thêm một chút bo tròn, một chút công công của profile SA nữa tổng thể thì nó tạo cho cái những cái phím này vừa đẹp và cái cảm giác gõ thì mình lại rất là thích và đương nhiên bởi vì đây là những cái keycap BBT mà cho nên là lúc mà các bạn xài thì sau một thời gian dài các bạn không có lo cái chuyện mà nó bị bóng dầu và các bạn cũng không lo cái việc mà nó bị đổi màu như là những cái bàn phím uh, ABS trước đây và như lúc đầu mình nói đó, cái bản mà mình đang xài thì nó sử dụng switch là Gateron G Pro phiên bản Brown và tất cả đều được lúc sẵn hết nha đó là một cái điểm mà mình nghĩ cũng khá là có lợi đối với lại những người mới chơi phím cơ mới tập chơi như mình luôn và chưa đủ dũng cảm để tự mình bung hết tất cả mọi thứ ra để mà có thể lúp À, thứ hai á, là những cái switch này cảm giác gõ nó vừa đủ lực thôi nó nó không cần quá nhiều lực nhưng mà nó cũng không quá yếu đủ cho bạn một cái cảm giác mà mình nghĩ là các bạn mới chuyển từ bàn phím cao su qua cũng sẽ thích giống như là mình thứ hai á, là cái switch này các bạn có thể đổi được mà cho nên là các bạn hoàn toàn có thể đi mua những cái switch khác trên shopee cũng bán hay là ở silicon z cũng đang bán các bạn có thể thử nhiều cái loại switch khác nhau để coi cuối cùng các bạn hợp với loại nào thì các bạn xài nhưng mà có một cái lưu ý là với những cái switch mà dạng clicky thường là blue switch đó, thì nếu như mà các bạn xài trong văn phòng bình thường thì nó hơi ồn cho nên là để tôn trọng những người xung quanh thì mình nghĩ là nếu các bạn có sách nó vào văn phòng làm việc hay là ngồi chung với người khác thì không nên xài cái switch blue đó nó ồn lắm ở trên những cái phím dài của con Keychron K8 Pro này á, thì nó có cái stabilizer dạng screw in tức là nó sẽ bắt trực tiếp vào cái mạch PCB luôn như vậy thì tính ổn định nó sẽ cao hơn cũng như là nó góp phần tạo nên cái âm thanh tốt hơn cho những cái phím dài này. Còn khi con K8 Pro này á, nó sử dụng mạch xuôi, tức là cái dạng LED là sao facing. Nếu như mà các bạn có bắt đầu tìm hiểu phím cơ giống như mình đi Google thì các bạn sẽ thấy sao cái thuật ngữ là sao facing hay là mạch xuôi. Thì cái mạch xuôi đó có nghĩa là cái đèn LED của nó nằm ở bên dưới khi mà các bạn nhìn vô một cái ô phím và nó sẽ phù hợp với lại đa mục đích sử dụng hơn. Thứ nhất á, là lúc mà mình ngồi ở cái góc như thế này nè thì mình thấy được cái led đẹp hơn thứ hai đó là nếu các bạn có xài với lại những cái ghi cáp mà dạng profile cherry á, thì nó sẽ không có bị cứng mình chưa xài cái dạng đó bao giờ nhưng mà mình coi ở trên mấy anh em chuyên phím cơ thì mình nghe anh em nói như vậy mà cái đó là lúc mà mình mua xong rồi mình mới biết nhưng mà cũng may quá con này thì nó sao facing cho nên là ok nó sẵn sàng cho mình chơi những cái profile như vậy luôn một điểm mà Keyron cũng quảng cáo khá là mạnh liên quan tới con K8 Pro này á là thứ nhất nó chạy cái firmware QMK và thứ hai là nó có thể dùng được với lại cái phần mềm tên là VR là cái phần mềm cho phép bạn customize là gọi là mapping á chức năng của mọi cái phím ở trên cái bàn phím này. À, lưu ý là cái VIA đó thì lúc các bạn xài các bạn sẽ phải xài dây ha phần mềm VR thì nó đang có cho Windows nè, Mac nè, Linux nè cho nên cơ bản là bạn cứ xài cái này với máy tính thì bạn có thể customize được mọi cái nút trên đây theo ý thích của các bạn. Riêng bản thân mình thì thứ nhất là mình xài Bluetooth và thứ hai là mình cũng không có nhu cầu đặc biệt nào mà cần phải map phím lại hết cho nên mình cứ để mặc định này mình xài thôi. Ở đây mình đang để những cái phím này á là theo cái kiểu của Mac nhưng mà nếu các bạn thích thì các bạn có thể thay những cái keycap của Windows cũng được trong hộp nó có sẵn ha. Ở trong hộp á là bởi vì đây là một cái bàn phím custom mà cho nên là Keychron họ cũng cho sẵn luôn một cái key nè, một cái kẹp để mà các bạn có thể gỡ switch ra nè. Cơ bản là khá đủ đồ chơi để các bạn có thể bắt đầu bước vào con đường nghiện ngập này rồi. Và đây là một cái bàn phím với form factor là tenkeyless. Ờ, mình thấy là một số người gọi là form factor thì nó đúng hơn, ờ, một số người thì hay gọi là layout, nhưng mà đối với mình thì layout phải là ANSI này kia đúng không? Cho nên là mình sẽ dùng chữ form factor đi cho nó chuẩn ha. Thì đối với mình cái form factor tentulous này nó vừa đủ nhỏ gọn nhưng mà vẫn có đầy đủ tất cả những cái phím media, những cái phím để mình có thể chạy đa nhiệm cũng như là những cái phím chức năng nằm ở bên cụm bên phải này, nếu như mà mình cần xài với lại máy tính Windows. Còn cái numpad thì bây giờ thật ra mình không có xài cho nên là chặt đi thì cũng ok, nó làm cho bàn làm việc của mình gọn hơn được một chút xíu. Rồi, vậy thì những điểm mình chưa thích ở cái bàn phím này là gì? Thứ nhất là mình nghĩ cái phím backspace này nghe nó chưa có được đã lắm. Ừ, nhưng mà đó chỉ là một phím thôi và mình nghĩ là mình có thể cải thiện bằng cách là mình đổi cái switch hoặc là mình chơi mạnh hơn nữa thì mình chắc phải lúp cái switch hay là chỉnh lại cái stabilizer. Thứ hai á, bốn cái viền kim loại xung quanh này thì rất là đẹp, nó làm cho cái bàn phím này tạo nên một cái cảm giác cực kỳ chắc chắn luôn, cầm trong tay đã lắm. Nhưng mà bởi vì nó là dạng ghép của bốn cái miếng kim loại đó, cho nên sẽ có bốn cái đường hở ra và mình không thích bốn cái đường này hy vọng là trong cái bản sau Keyron họ có thể làm thành một cái khung nguyên liền với nhau luôn Thì lúc đó toàn bộ cái bàn phím đó, nó sẽ liền lạc hơn và thứ ba là cái bàn phím này nó sẽ hơi nặng thật ra mình thấy đối với những cái bàn phím cơ khác đó, không có cái bàn phím nào mà nhẹ lắm ít lắm có đó nhưng mà ít lắm nhưng mà mình nghĩ đó là một cái thứ mà anh em mới vừa chuyển từ cái việc mà xài phím cao su sang phím cơ thì chắc là các bạn phải làm quen Tại vì phải nó phải nặng nề một chút xíu như vậy và nó phải xài từ những cái vật liệu tốt như vậy thì nó mới tạo nên được cái sự chắc chắn cho các bạn phím cũng như là nó đóng góp vô trực tiếp vô cái cảm giác gõ và cái âm thanh mà các bạn nghe luôn Về cái điểm hơi nặng này thì đối với mình nó không phải là vấn đề tại vì mình để nó có một chỗ à mình không có nhu cầu di chuyển cái bàn phím cơ này Lúc mà sách laptop đi thì xài bàn phím laptop được rồi cái con Keychron K8 Pro mà mình đang xài ở đây á, mình mua với giá là 2 triệu rưỡi ở Silicon Z à, mình chỉ khác các bạn chỗ là mình được ship nó sớm hơn Tại vì các bạn Silicon Z nhờ làm một cái video sẵn tiện thì để cái link mua hàng của các bạn vào thôi Mình có để cái link ở bên dưới phần description á. nếu như mà các bạn nào muốn mua thì các bạn có thể dùng cái link đó mua ha à, Mà nói kỹ hơn một chút xíu á, cái phiên bản của mình đang xài á, là cái phiên bản đã được uh, ráp khá là đầy đủ rồi Và nó là một cái phiên bản kim loại, nó sử dụng cái switch là Gateron G Pro Round và LED là LED RGB Ngoài ra thì bạn có thể customize được một số thứ ngay từ khi các bạn mua luôn Ví dụ như LED, các bạn có thể dùng LED trắng thôi cũng được Hoặc là có một cái phiên bản nhựa nữa Hoặc là các bạn thích nữa thì các bạn mua cái phiên bản barebone thôi Nó không có sẵn mấy cái keycap này luôn Thì lúc đó các bạn mua về thì các bạn có thể tự gắn vào thêm Nhưng mà mình nghĩ là với các bạn mới chuyển sang phím cơ giống như mình đó, Thì nên mua cái phiên bản giống như mình nè Mình nghĩ nó là một cái điểm khởi đầu vừa tốt, vừa không quá mắc mà các bạn có thể mua về xài được ngay, không phải custom may quá nhiều trong cái quá trình mà các bạn tìm hiểu. Các bạn tìm hiểu xong rồi thì từ từ các bạn thay từng cái từng cái từng cái, các bạn bắt đầu nghịch sau. Rồi, đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái hành trình bắt đầu chơi phím cơ của mình. À, như mình có nói trong video á, mình đang đợi mấy cái switch red của Cherry về để mình thay vào để mình coi liệu mình có thích hơn hay không. Và lúc đó mình sẽ làm tiếp mấy cái video chia sẻ với các bạn. À quên mất, các bạn nghĩ là mình có thể chơi được gì thêm với lại cái bàn phím này hay là các bạn có cái chỗ nào để mà mua ví dụ như là những cái keycap mà đẹp đẹp, những cái keycap mà nó xịn xịn tí á thì mà các bạn gợi ý giúp mình bằng cách comment ha. Bởi giờ mình cũng đang đi kiếm thử những cái keycap nào xinh xinh đẹp đẹp lạ lạ để mà làm cho cái bàn phím này nó cá nhân hơn, nó riêng của mình hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.